và cũng liên quan đến tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đây là một trong 10 tuyến cao tốc vừa được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thu phí trở lại sau nhiều năm gián đoạn. Sau 14 năm khai thác, nhất là sau khi dừng thu phí năm 2019, tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lưu thông tăng cao, khoảng 52.000 lượt xe một ngày đêm, thường xuyên xảy ra ùn tắc tai nạn. Với quy mô hiện tại, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương không đáp ứng nhu cầu vận tải hiện tại cũng như trong tương lai. Ngoài ra, việc duy tu bảo trì trên tuyến đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu kinh phí. Do đó, việc thu phí trở lại là cần thiết vì cao tốc này đã đến giai đoạn đại tu sau hơn chục năm khai thác. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh trung lương dài gần 62 km, gồm cao tốc và đường nối với 4 làng xe, hai làng khẩn cấp, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An, Tiền Giang.